Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình Người Quan Sát của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Bế tắc trong Brexit và sự lên ngôi của chủ nghĩa dân túy, đấy là một vài nét chấm phá cho thấy sự lo ngại của giới quan sát về tình hình của châu Âu là có cơ sở. Giữa lúc đó thì Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ký một hiệp ước mới nhằm tăng cường mối quan hệ giữa hai nước. Hiệp ước này được cho là gửi đi một thông điệp tích cực tới Liên minh châu Âu và có thể sẽ tạo nên nhiều tác động tích cực tới cục diện của khu vực này trong thời gian tới. Và để tìm hiểu rõ về mối quan hệ này cũng như là cục diện chính trị mới ở châu Âu thì chương trình Người Quan Sát ngày hôm nay đã mời tới trường quay hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu Đại sứ Nguyễn Quang Khai, chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế. Và Thiếu tướng Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng, Bộ Quốc phòng. Xin được cảm ơn hai ông đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Trước hết thì kính mời quý khán giả và các đồng chí cùng theo dõi tổng hợp sau của chúng tôi. Ngày 22 tháng 1, tại thành phố Aachen, miền Tây nước Đức, Thủ tướng nước này Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ký hiệp ước Aachen, làm mới quan hệ hữu nghị giữa hai nước trong hàng chục năm qua. Hiệp ước mới được ký đúng 56 năm sau hiệp ước Élysée, vốn được xem là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước. Hiệp ước Aachen nhằm nâng cao hợp tác dọc khu vực biên giới dài 450 km giữa Pháp và Đức, đồng thời tăng cường phối hợp giữa hai nước trong việc đối phó với những vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu và khủng bố. Phát biểu trước giới chức Đức và châu Âu tại cuộc họp ở Aachen, Thủ tướng Đức Merkel cho rằng hiệp ước hữu nghị mới giữa Pháp và Đức là bước tiến tới việc thành lập quân đội chung châu Âu trong tương lai. Bà Merkel cảnh báo chủ nghĩa dân tộc đang trỗi dậy mạnh tại châu Âu và kêu gọi chính phủ hai nước nối lại sự hợp tác xuyên biên giới. Viện dẫn việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu-EU và xu hướng chủ nghĩa bảo hộ gia tăng trên thế giới, bà Merkel cho rằng hợp tác quốc tế đang đứng trước giai đoạn khó khăn. Về phần mình, Tổng thống Pháp Macron bày tỏ ủng hộ phát biểu của bà Merkel, lưu ý sự giận dữ trong xã hội châu Âu cũng như sức ép từ bên ngoài đang gia tăng. Trước đây, Hiệp ước Hợp tác Pháp-Đức, Hiệp ước Élysée, được Tổng thống Pháp Charles de Gaulle và Thủ tướng Đức Konrad Adenauer khi đó ký tại Điện Élysée ở thủ đô Paris của Pháp năm 1963 nhằm thể hiện nguyện vọng của lãnh đạo và nhân dân hai nước về một quan hệ đối tác hợp tác bền vững. Hiệp ước mang tính bước ngoặt, trải rộng trong các lĩnh vực hợp tác song phương, từ chính trị, kinh tế tới văn hóa. Kể từ khi ra đời hiệp ước trên, hợp tác Đức-Pháp đã trở thành một trong những trụ cột chính trong chính sách đối ngoại của hai nước, trở thành động lực cho sự hợp nhất châu Âu. Thưa Đại sứ Nguyễn Quang Khai, những cái điểm mới của hiệp ước lần này so với hiệp ước Élysée được ký năm 1963 là gì ạ? Hiệp ước Élysée ký năm 1963 giữa Tổng thống Charles de Gaulle của Pháp và Thủ tướng Konrad Adenauer tại Paris là một cái hiệp ước chấm dứt cái sự thù địch giữa hai nước và hòa giải giữa Pháp và Đức sau cái cuộc xung đột kéo dài hàng trăm năm. Thế còn cái hiệp ước Aachen vừa rồi ký giữa Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel ấy, thì cũng được ký ngày 2 tháng 1 năm 2019, được soạn thảo và ký kết trên nền tảng của cái hiệp ước Élysée năm 1963. Thế nội dung chính của cái hiệp ước này là tăng cường cái hợp tác giữa Đức và Pháp trong tất cả các lĩnh vực, và trước tiên ấy, là cái việc nhất thể hóa toàn diện cái nền kinh tế giữa hai nước, thế rồi là về hợp tác trong chính sách đối ngoại, và đặc biệt là có cái việc là hợp tác về quốc phòng và an ninh nhằm phòng thủ chống lại cái sự xâm lược của cái nước thứ ba mà có thể xảy ra. Thế còn thì cũng có một cái là hai bên đã thỏa thuận hợp tác giữa những cái xây dựng một cái vùng kinh tế đặc biệt ở hai bên biên giới giữa hai nước, đồng thời thành lập một quốc hội chung gồm 100 đại biểu.
Thì đấy là những cái điểm mà nó khác, tức là nó trên cái cơ sở của cái hiệp ước Élysée năm 1963, nhưng mà nó phát triển ra và nó bắt đầu một cái giai đoạn mới cho cái sự hợp tác giữa Đức và Pháp. Thưa Thủ tướng Nguyễn Hồng Quân, với cái hiệp ước này thì có ý kiến cho rằng là chưa bao giờ Pháp và Đức là có thể đi xa như thế trong lĩnh vực quốc phòng. Vậy thì cái bước tiến đó là gì và nó được thể hiện ra sao qua cái hiệp ước này, thưa Thủ tướng? Thứ nhất là có thể nói là hai nước Pháp và Đức đã thống nhất là phát triển cái hệ thống máy bay chiến đấu, máy bay tiêm kích của châu Âu. Trước đây và cho tới giờ này thì mới chỉ có Pháp là các nước châu Âu, chỉ có Pháp là nước duy nhất sản xuất máy bay chiến đấu. Bây giờ, gần đây thì có Thụy Điển cũng còn sản xuất máy bay chiến đấu. Pháp thì sản xuất máy bay, cái hãng Dassault sản xuất máy bay Mirage và máy bay Rafale. Thế còn Đức thì chưa có, Đức không có cái công nghiệp sản xuất máy bay chiến đấu này, mà Đức chỉ tham gia sản xuất máy bay Airbus dân dụng thôi. Thì bây giờ hai nước là hợp tác sản xuất máy bay tiêm kích để làm gì? Để trang bị cho các máy bay chiến đấu của quân đội hai nước, và từ đó là có thể mở rộng ra các nước châu Âu và có thể xuất khẩu đi sang các nước ngoài châu Âu nữa. Hai nước sẽ triển khai hợp tác cái sản xuất máy bay không người lái. Họ còn hợp tác với nhau về lĩnh vực vệ tinh, lĩnh vực số hóa, an ninh mạng, rồi thì phát triển công nghệ siêu điện tử, công nghệ nano vân vân. Có nghĩa là đây là những cái lĩnh vực hợp tác song phương mà Pháp Đức trước đây chưa đề cập thì đến bây giờ được đề cập rồi. Tôi nghĩ rằng là đây là một cái bước tiến trong quan hệ song phương giữa hai nước Pháp Đức. Tôi nghĩ là đây là một cái bước đi khôn ngoan của người Pháp, là ở chỗ là người ta sẽ chiếm lĩnh thị trường máy bay chiến đấu của các nước châu Âu, và khôn ngoan ở chỗ nữa là họ sẽ lợi dụng cái hợp tác Pháp Đức này để mà cạnh tranh với các đối thủ trên thế giới như là Mỹ, như là Nga. Bởi vì hiện nay là Pháp là đứng thứ ba trên thế giới về xuất khẩu vũ khí quốc phòng. Hai nước Pháp Đức tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau trong cái trường hợp mà bị tấn công vũ trang. Thế thì cái điều này ấy, nó quy định là cho phép là các nước hỗ trợ lẫn nhau khi bị tấn công, và có thể các nước cùng sử dụng cái nguồn lực chung, nguồn lực của mình để mà hỗ trợ bên kia. Thì tôi cho rằng đây là cái bước tiến lớn mà chúng ta cần phải lưu tâm trong cái quan hệ giữa châu Âu hiện nay. Vâng, cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân. Thưa đại sứ Nguyễn Quang Khai, mới đây thì chúng ta có thể thấy là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thì cũng đã kêu gọi thành lập một liên minh Pháp-Đức. Phải chăng với cái hiệp ước này thì Pháp và Đức đang tiến một bước tới cái việc là hiện thực hóa cái mong muốn trên của Tổng thống Macron? Tôi cho rằng ấy là đây là cái bước đầu mà góp phần vào cái việc thúc đẩy đoàn kết cái liên minh châu Âu để vượt qua những cái khó khăn hiện nay. Thì Liên minh châu Âu hiện nay phải nói là đứng trước những cái thách thức hết sức là to lớn, đặc biệt là sau khi mà Anh quyết định rút khỏi Liên minh châu Âu. Thế rồi là cái chính sách đối ngoại của Donald Trump mới đây ấy, thì đã gây sức ép đối với Liên minh châu Âu rất là nhiều. Rồi là những cái vấn đề về biến đổi khí hậu, vấn đề chống khủng bố, rồi vấn đề nhập cư bất hợp pháp vân vân. Đấy là tất cả những cái vấn đề mà hiện nay ấy, là Liên minh châu Âu đang phải đối đầu. Thì đứng trước những cái khó khăn như vậy ấy, thì cái việc mà ký kết cái hiệp ước Pháp Đức Aachen vừa qua thì phải nói là một cái bước, là một cái gọi là cái nguyện vọng hay là một cái ý tưởng của Pháp, của hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức ấy, để nhằm thống nhất lại cái Liên minh châu Âu. Tuy nhiên thì tôi cho rằng ấy, là cái việc này không phải là dễ dàng thực hiện. Ông Macron thì cũng đang phải đối phó với những cái cuộc biểu tình của những người áo vàng. Trong nội bộ nước Đức thì cũng có rất nhiều những ý kiến khác nhau phản đối cái hiệp ước này. Và châu Âu cũng có nhiều nước là không tán thành, đặc biệt là những nước châu Âu, nước nhỏ trong cái Liên minh châu Âu ấy, thì người ta cũng rất ngại là hai cái nước này là liên minh với nhau. Thế rồi cái nữa rằng là bà Merkel hết nhiệm kỳ vào năm 2021 và bà tuyên bố là không giáng cử nữa, và ông Macron thì cũng vậy, cũng sắp hết nhiệm kỳ. Thì tôi cho rằng là cái hai người mà đã chuẩn bị hết nhiệm kỳ ra đi mà ký một cái hiệp ước này thì tôi cho rằng là, mà trong tình hình nội bộ của Pháp và Đức như vậy thì tôi cho rằng là rất khó có thể thực hiện được. Và tôi cho rằng là cái hiệp ước này nó chỉ mang tính chất biểu tượng để phản ánh cái nguyện vọng của Pháp và Đức
là muốn đoàn kết lại châu Âu. Vâng, cảm ơn đại sứ Nguyễn Quang Khai. Thưa Thủ tướng Nguyễn Hồng Quân, chúng ta có thể thấy là cái hiệp ước này được ký kết khi mà uy tín của cả hai vị lãnh đạo là bà Merkel và ông Macron đang bị giảm sút. Vậy thì cái hiệp ước này nó có ý nghĩa thế nào đối với chính hai vị nguyên thủ này cũng như là đối với hai quốc gia đầu tàu của châu Âu? Chúng ta thấy là 6-7 thập kỷ qua, từ sau khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, thì cặp đôi Pháp Đức là đã đi tiên phong trong việc xây dựng cái hòa giải, xóa bỏ hận thù giữa hai dân tộc, rồi bắt tay cùng nhau xây dựng ngôi nhà chung châu Âu. Và bây giờ chúng ta thấy có một cái liên minh châu Âu vững mạnh như thế này. Trong cái hiệp ước Aix-la-Chapelle mà hai vị lãnh đạo Pháp Đức vừa ký kết vừa rồi, thì có thể nói là vào cái thời điểm hiện nay, như đại sứ Nguyễn Quang Khai vừa nói, là cái thời điểm rất là kém thuận lợi so với cả Tổng thống Pháp lẫn Thủ tướng Đức. Ở Pháp thì Tổng thống đang gặp phải cái rắc rối gần khoảng trên 2 tháng nay với cái phong trào đối phó phong trào áo vàng, mà bây giờ đang phải có một cái gọi là cái thảo luận toàn quốc đấy. Thế cái thứ hai nữa là bà Merkel thì vừa rồi lại không ứng cử chủ tịch đảng, mà cũng sẽ từ bỏ cái vị trí Thủ tướng Đức vào năm 2021 này. Thế thì đây là cái thời điểm mà cả hai nước đều đang đứng trước những thách thức, về kinh tế, thách thức về chính trị, đặc biệt là cái làn sóng chủ nghĩa dân túy và cái phong trào của người dân tộc chủ nghĩa. Nhưng mà hai vị lãnh đạo này vẫn cứ quyết tâm ký cái hiệp ước này, thì tôi nghĩ rằng đây là hai vị đang muốn tìm một cái luồng gió mới, tìm cách để nâng cấp cái quan hệ Pháp Đức lên một tầm cao mới, và cũng một cách để ghi dấu ấn của mình đối với lịch sử Pháp Đức, đối với lịch sử của châu Âu, và là cách để mà đối đầu với lại cái phong trào dân túy của châu Âu hiện nay. Thì tôi thấy rằng là đây là cái nỗ lực để mà đưa châu Âu vượt qua những cái khó khăn, có thể tiến thêm những bước mới về phía trước. Vâng ạ, xin được cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân và Đại sứ Nguyễn Quang Khai. Thưa quý khán giả và các đồng chí, đó là những tác động cũng như là ý nghĩa của hiệp ước trên đối với hai quốc gia là Đức và Pháp. Tuy nhiên thì như đã nhắc đến ở phần đầu của chương trình, thì hiệp ước này được cho là đã gửi đi một thông điệp tích cực tới Liên minh châu Âu EU và có thể sẽ tạo nên nhiều tác động tích cực đối với cục diện của khu vực này trong thời gian tới. Trước khi tiếp tục trao đổi với hai vị khách mời, thì kính mời quý khán giả và các đồng chí cùng theo dõi tổng hợp sau của chúng tôi về bối cảnh hiện nay của châu Âu. Người Anh có thể nghĩ rằng việc họ chính thức rút khỏi Liên minh châu Âu EU vào ngày 29 tháng 3 sẽ là thời khắc quyết định của châu Âu vào năm 2019. Và Ủy ban châu Âu EC có thể nghĩ rằng hội nghị thượng đỉnh không chính thức của các lãnh đạo ngày 9 tháng 5 tại Sibiu, Transylvania, Romania sẽ là quan trọng nhất. Nhưng thực tế, thời khắc chính trị quyết định của châu Âu sẽ diễn ra vào ngày 23 đến 26 tháng 5. Khi 27 quốc gia thành viên còn lại của EU sau khi nước Anh rút lui sẽ bầu ra một nghị viện mới. Tuy nhiên, cuộc bầu cử sẽ có một chủ đề quen thuộc: sự gia tăng của chủ nghĩa dân túy. Trước những biến động như vậy, ngân hàng ING vừa đưa ra một viễn cảnh khá bi quan về kinh tế châu Âu trong năm 2019. Eurozone có thể trải qua một cuộc suy thoái vì Brexit. Như một món quà chia tay, Anh lại là nguyên nhân khiến châu Âu chao đảo một lần cuối cùng khi một quá trình Brexit hỗn loạn kết thúc bằng một kịch bản không có thỏa thuận. Trong khi nước Anh phải đối mặt với một cuộc suy thoái sâu, tăng trưởng Eurozone cũng chuyển biến tiêu cực. Đối với một nền kinh tế đã phải đối mặt với tăng trưởng yếu, điều này là rất dễ xảy ra và sẽ là khá trầm trọng. Các vấn đề liên quan đến đường biên giới sẽ không dễ gì giải quyết và sẽ kéo dài tới quý 3. Khi chuỗi cung ứng từ từ hồi phục, nền kinh tế phục hồi phần nào trong quý 4, nhưng các nước phụ thuộc vào thương mại với Anh như Ireland, Bỉ và Hà Lan sẽ bị suy thoái sâu hơn. Bất ổn chính trị ở châu Âu cũng như một sự leo thang mới của những căng thẳng thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc và nỗ lực mới của chính quyền Hoa Kỳ để áp thuế đối với ô tô châu Âu dẫn đến sự suy yếu hơn nữa của nền kinh tế Eurozone. Với tương lai bất ổn và nguy cơ khủng hoảng trong mối quan hệ EU-Anh lan sang cả Pháp, Italia và những nơi khác nữa, 2019 sẽ là một năm đầy khó khăn cho châu Âu. À,
Thưa Thủ tướng Nguyễn Hồng Quân, hiệp ước này cùng với cái sự thắt chặt quan hệ giữa Pháp và Đức thì nó có ý nghĩa như thế nào đối với Liên minh châu Âu giữa cái bối cảnh mà Brexit của nước Anh đang tiến tới một cuộc khủng hoảng ạ? Cái chuyện là nước Anh đang tìm cách ra khỏi EU, tức là Brexit, thì cái Brexit này thì nó rõ ràng nó là cái thông tin không tốt đẹp gì đối với EU cả. Thế nhưng mà chính cái thông tin cái Brexit này thì nó làm cho các nước châu Âu, tôi cảm nhận như là họ xích lại gần nhau hơn. Họ có thể là có nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này, vấn đề khác, về vấn đề nhập cư, về vấn đề sử dụng cái đồng tiền, cái nợ công, vân vân. Thế nhưng mà khi mà bàn về vấn đề Brexit này thì có thể nói là 27 nước thành viên còn lại của EU đều thống nhất là phải bảo vệ quan điểm, bảo vệ lợi ích của EU. Thế thì cái hiệp ước Elsaspen mà Đức và Pháp vừa ký thì cũng có tác dụng là củng cố cái đoàn kết. Trước tiên là đoàn kết Pháp-Đức, sau đó là mở rộng đoàn kết châu Âu ra. Trước cái bối cảnh là cái chủ nghĩa dân tộc, cái dân túy nó đang lên. Thứ hai nữa là nó cũng là cái biện pháp để mà tăng cường cái hợp tác kinh tế, chống chọi với cái nền kinh tế đang có xu hướng đi xuống của năm 2019 này. Đấy. Cái thứ ba nữa là như là đại sứ Khai vừa nêu thì tôi thấy rằng là cái hiệp ước Elsaspen không phải nó đề ra xây dựng một cái quân đội mới, mà nó thì nêu ở tính chất là họ tự chủ về cái trang bị quốc phòng, mà cụ thể là trang bị của không quân. Đây là cái thế mạnh của Pháp và bây giờ nó trở thành chất là thế mạnh của Pháp Đức và từ đó vươn ra châu Âu, thì để họ có tự trang trải cái chuyện này. Đấy, và để họ củng cố cái thế đứng của châu Âu, củng cố vị thế của châu Âu dưới con mắt của Mỹ. Thì tôi cho rằng là cái ý của Elsaspen ấy là về mặt ý nghĩa mà nói ấy, thì nó sẽ có cái tác dụng tích cực thế. Cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân. Thưa đại sứ Nguyễn Quang Khai, chúng ta cũng nhắc nhiều đến cái chủ nghĩa dân túy đang trỗi dậy tại châu Âu. Vậy thì cái hiệp ước này giữa Pháp và Đức thì nó sẽ tác động như thế nào tới cái diễn biến trên? Hai nhà lãnh đạo của hai nước này ấy, thì muốn có một cái hiệp ước này ấy, muốn cái hiệp ước này để đóng góp vào cái việc đoàn kết lại cái Liên minh châu Âu và chống lại những cái xu hướng gọi là dân túy cũng như là chủ nghĩa dân tộc đang trỗi dậy ở châu Âu. Thế thì đây là một cái ý tưởng tốt, nhưng tôi nghĩ rằng là những cái cố gắng này đang vấp phải những cái sự chỉ trích rất hết sức mạnh mẽ ở trong nội bộ nước Pháp, trong nội bộ nước Đức và cũng như là trong nội bộ Liên minh châu Âu. Cái ý tưởng thì tốt nhưng mà cái việc thực hiện tôi cho rằng là sẽ gặp lại rất nhiều những cái phản ứng và những cái khó khăn trong cái việc thực hiện hiệp ước này. Cảm ơn đại sứ Nguyễn Quang Khai. Thưa Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân, vậy thì theo Thiếu tướng, trong năm 2019 này thì cục diện ở châu Âu sẽ có những cái thay đổi như thế nào? Tới đây theo dự kiến thì là chúng ta chứng kiến là kinh tế thế giới vài năm nay thì có vẻ là khởi sắc, nhưng mà lại bắt đầu có dấu hiệu là chững lại, đặc biệt là do ảnh hưởng của cái cạnh tranh, cái chiến tranh thương mại Mỹ Trung. Cho nhiều cái xu hướng nói rằng là kinh tế thế giới lại đi xuống. Thế thì tất cả những cái chuyện này là cộng với cái chính trị của châu Âu mấy năm nay rồi vấn đề người nhập cư vân vân thì nó làm cho cái tình hình, cái cục diện chính trị, địa chính trị ở châu Âu là sẽ có những cái thay đổi để có thể xảy ra ở trong năm 2019. Tôi thì tôi mạo muội dùng cái mấy chữ gọi là tình hình ở đây nó có thể nói là bất an, bất ổn và có những cái yếu tố bất ngờ. Bất an là vì sao? Vì thế này, kinh tế vừa nói ở khu vực đồng tiền chung euro nó giảm dần. Năm nay là năm 18 là 2%, mà năm 19 thì không thấy có dự báo là hơn 2%, mà thực tế là 1,8, thậm chí có 1,6% thôi. Thế thì có nghĩa là đời sống nhân dân cũng đi xuống. Thì người đời sống nhân dân đi xuống thì đấy là một cái bất an. Thế rồi bên cạnh đó lại là cái sức ép từ an ninh ở phía đông đưa lại, rồi sức ép từ cái người bạn lớn của châu Âu ở bên kia bờ Đại Tây Dương, ta ép phải tăng cái chi phí quốc phòng lên là 2% GNP, tức là 2% chi phí tổng thu nhập quốc nội lên như thế. Thì tất cả những cái chuyện này là người dân, người nộp thuế châu Âu là phải chịu thôi. Thế thì chuyện này là
rõ ràng là sẽ là không an đối với nội tình các cái nước ở châu Âu. Chưa nói cái chuyện là những cái nỗi lo về cái an ninh mạng, nỗi lo là bị lộ các cái bí mật công nghệ vân vân này khác đang đè nặng lên các nước châu Âu này. Thế bất ổn là thế nào? Thì theo tôi là cái hiện nay cái chủ nghĩa dân túy ở châu Âu đã nổi lên từ năm ngoái năm kia, đến bây giờ vẫn tiếp tục, vẫn chưa ổn, mà thậm chí cái chủ nghĩa dân tộc nó lại phát triển hơn, thì nó làm cho cái phong trào dân túy ở châu Âu là tiếp tục sẽ có thể lan rộng ra. Vì thế là tiếng nói của châu Âu là sẽ giảm sút ở trên trường quốc tế. Thế còn cái bất ngờ là vì sao? Chúng ta thấy cái phong trào áo vàng có ai ngờ đâu là diễn ra ở Pháp, nó lâu và nó sâu rộng, nó lại thu thập đông lực lượng, các lực lượng, kể cả phe đối lập, kể cả người về hưu, rồi kể cả một số trí thức cũng tham gia được chuyện này. Và cái phong trào này không chỉ dừng ở Pháp, nó lan sang Anh, và nó sẽ không dừng ở Anh, nó có thể lan sang một số nước khác. Và nó không chỉ giải quyết cái vấn đề cơm áo hàng ngày, mà nó sẽ tiến tới những yêu cầu, yêu sách cao hơn. Ví dụ như là đòi thay đổi chính phủ, hay là đòi bầu cử trước hạn, hoặc là có những cái gì đó mà hiện nay chúng ta vẫn chưa tính tới hết được. Thì tất cả những cái này là cái mà chúng ta phải tính, có những bất ngờ có thể xảy ra. Bản thân cái chuyện là khủng hoảng Brexit ở Anh ấy, thì có thể nước Anh sẽ sớm ra khỏi châu Âu. Nhưng mà sau Brexit sẽ là gì? Có Brexit không? Có Francis không? Hay là có nước nào đó Exit nữa không? Thì tất cả những chuyện này đang là những cái dấu hỏi mà chúng ta không thể xem thường. Vâng. Nói chung là năm 2019 ấy, sẽ là một cái năm đầy khó khăn đối với Liên minh châu Âu. Đúng thế. Thế thì rất nhiều những cái vấn đề mà chưa được giải quyết. Đấy, ví dụ như vấn đề đoàn kết Liên minh châu Âu này, rồi vấn đề chống khủng bố này, vấn đề nhập cư bất hợp pháp này, vấn đề biến đổi khí hậu này, thế rồi vấn đề khủng hoảng của cái đồng euro ở cái khu vực eurozone này, rồi vân vân, rất nhiều những cái vấn đề như thế. Thì tôi cho rằng là năm 2019 sẽ là một cái năm đầy thách thức và đối với Liên minh châu Âu, và những cái diễn biến ở cái khu vực này thì rất khó có thể dự đoán được, rất khó lường. Bởi vì là không loại trừ cái khả năng mà tôi đọc trên báo chí của nước ngoài, thì người ta nói rằng là mùa xuân Ả Rập đang tràn đến châu Âu. Ví dụ như là cái cuộc biểu tình của những người áo vàng ở Paris chẳng hạn, thì đã 2 tháng nay rồi, đã kết thúc được đâu, mà đã giải quyết được đâu, mà cái cuộc biểu tình đó hiện nay nó còn lan sang các nước khác nữa, như Bỉ hay ở Italia hay Hà Lan, tôi cũng thấy là đã có những cái phong trào như vậy rồi đó. Thì như vậy chứng tỏ là cái chủ nghĩa dân túy và cái chủ nghĩa dân tộc ở châu Âu nó phát triển rất mạnh, và khó có thể, nghĩa là một cái hiệp ước nào hay là một cái kiểu như là cái hiệp ước Đức Pháp này có thể là ngăn chặn được cái sự phát triển của cái chủ nghĩa dân túy và cái chủ nghĩa dân tộc của ở châu Âu. Vâng ạ, xin được cảm ơn Đại sứ Nguyễn Quang Khai và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân. Thưa quý khán giả và các đồng chí, lục địa già có vẻ như vẫn đang ngủ quên trên chiến thắng. Và nếu không sớm tỉnh giấc thì châu Âu sẽ mất đi cơ hội cũng như là lợi thế và tầm ảnh hưởng của mình. Các cuộc khủng hoảng đe dọa châu Âu sẽ ngày càng hiện hữu. Và do đó thì năm 2019, như các vị khách mời của chúng ta cũng đã chia sẻ, là một năm mang tính chất quyết định đối với số phận của châu Âu và xu thế hợp tác. Như cách mà Pháp và Đức đang tiến hành thì có thể sẽ tạo nên một cú hích mạnh mẽ để giúp châu Âu nhanh chóng giải quyết được những mối đe dọa ở khu vực này. Và bình luận trong chương trình quan sát ngày hôm nay thì xin được dừng lại tại đây. Ở phần cuối của chương trình, kính mời quý khán giả và các đồng chí cùng theo dõi một số sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần qua. Quý khán giả và các đồng chí có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website qpvn.vn. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt. Cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 22 tháng 1 để tìm kiếm hiệp ước hòa bình đã không đạt được đột phá nào. Vẫn chưa có giải pháp cụ thể nào được đưa ra về tình trạng tranh chấp những hòn đảo mà Nga gọi là Nam Kurin, còn Nhật Bản gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc. Tuy chưa có đột phá nào rõ ràng, nhưng hai nhà lãnh đạo vẫn sẽ tiếp tục đối thoại. Trên lý thuyết, Nhật Bản và Nga chưa ký hiệp ước hòa bình kể từ sau khi Chiến tranh Thế giới thứ 2 kết thúc vì tranh chấp 4 hòn đảo mà Nga gọi là Nam Kurin,
còn Nhật Bản gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc. Việc chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa một phần đã bước sang ngày thứ 32 do bất đồng ngân sách giữa chính quyền Tổng thống Donald Trump và phe Dân Chủ, trong khi các nghị sĩ Dân Chủ bày tỏ hy vọng nhà lãnh đạo Hoa Kỳ sẽ bớt gay gắt trong cuộc đấu chính trị này, thì Tổng thống Trump tỏ thông điệp kiên quyết không nhượng bộ. Tổng thống Donald Trump kiên quyết rằng nếu không có bức tường, an ninh Hoa Kỳ sẽ bị đe dọa bởi những đối tượng phạm tội trà trộn vào dòng người di cư. Theo kế hoạch, trong tuần này, Thượng viện Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu về hai dự luật mà về lý thuyết sẽ giúp phá vỡ thế bế tắc hiện nay. Tuy vậy, cả hai văn kiện này được dự đoán là ít có khả năng được thông qua. Thế vận hội 2020 đang đến gần và Nhật Bản sẽ tận dụng cơ hội này để giới thiệu những thành tựu công nghệ của quốc gia mặt trời mọc. Vận hành thử nghiệm xe buýt không người lái tại sân bay Haneda của thủ đô Tokyo là một trong những ví dụ tiêu biểu. Chiếc xe buýt này chở được tối đa 10 người với vận tốc 30 km/h, sử dụng định vị và đánh dấu từ tính trên đường. Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF đã diễn ra tại Davos, Thụy Sĩ với sự tham gia của 65 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ. Hội nghị năm nay vắng bóng những nhà lãnh đạo phương Tây. Phái đoàn Hoa Kỳ đã hủy lịch tham dự hội nghị Davos do chính phủ vẫn đang bị đóng cửa một phần. Thủ tướng Anh Theresa May không có mặt do chính trường trong nước đang rối ren vì Brexit. Tương tự, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng không thể tham dự sau hơn 10 tuần lễ nước Pháp rối loạn vì các cuộc biểu tình của phe áo vàng. Chủ đề của diễn đàn năm nay là toàn cầu hóa 4.0, tạo dựng kiến trúc toàn cầu trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Diễn đàn đã chỉ ra những yếu tố là nguy cơ, thách thức đối với nền kinh tế thế giới hiện nay, trong đó nổi lên nguy cơ về môi trường, sự thiếu hợp tác và an ninh mạng. Toàn cầu hóa mặc dù đã mang lại tăng trưởng và phát triển ở cấp độ quốc tế, nhưng cũng đã gây ra bất bình đẳng ngày càng giãn rộng, cùng với chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa dân tộc. Điều đó có thể khiến kinh tế thế giới lâm vào một cuộc khủng hoảng khác.